Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 2 tháng 10 của Ghiền Bóng Đá TV. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính sau đây. Lionel Messi sẽ giành quả bóng vàng 2021. Ronaldo gặp khổ vì quá giàu. Đội hình tiêu biểu Champions League tuần vắng bóng Messi Ronaldo. Pogba sa sút bị tố ghen tị với hào quang của Ronaldo. Văn Thanh chấn thương, đôi cánh đội tuyển Việt Nam lầm nguy. Trước khi đến với những nội dung chính, hãy dành một giây đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Gala trao giải quả bóng vàng 2021 chính thức được ấn định, diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tại Paris sau một năm không tổ chức vì đại dịch Covid-19. Đợt đề cử đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 10, sau đó danh sách rút gọn được công bố trước khi chủ nhân chiến thắng được xướng tên ở buổi gala trao giải ngày 29 tháng 11. Quả bóng vàng năm 2021 được bầu chọn bởi 180 nhà báo uy tín với đợt đề cử đầu tiên top 30 sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 10. Sau đó danh sách rút gọn cuối cùng được công bố trước khi chủ nhân chiến thắng được xướng tên ở buổi gala trao giải ngày 29 tháng 11. Theo chuyên trang FTBL, Lionel Messi đang có tới 73,3% cơ hội giành quả bóng vàng 2021 với tỷ lệ cược chiến thắng cho siêu sao người Argentina là đặt 100 USD ăn 136 USD. Jorginho, người được đánh giá là đối trọng lớn nhất của Messi, chỉ có 6,7% cơ hội đoạt quả bóng vàng năm nay, cùng tỷ lệ đặt cược 100 USD ăn 1.500 USD và ngang bằng với Cristiano Ronaldo. Việc Ronaldo chỉ có 6,7% cơ hội giành chiến thắng khiến các fan hâm mộ cảm thấy bất ngờ, bởi anh đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa giải năm nay khi đã ghi tới 5 bàn chỉ sau 5 trận kể từ khi trở lại MU. Ở mùa giải năm ngoái, Lewandowski chính là người bị thiệt thòi nhất khi giải bị hoãn, bởi nếu diễn ra, danh hiệu khó thoát khỏi tay chân sút người Ba Lan. Lewandowski chắc chắn sẽ nằm trong danh sách ứng viên khi tiếp tục cùng Bayern Munich thống trị ở Bundesliga, cũng như anh là chủ nhân chiếc giày vàng châu Âu. Anh chỉ đứng ngay sau Messi, nhưng cơ hội của Lewandowski cũng chỉ có 16,7%. Theo báo giới địa phương, Ronaldo của MU có thể đối mặt với rắc rối đi lại sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện tại tại Anh. Các tài xế của Ronaldo đã phải đợi gần 7 giờ để đổ xăng vào chiều ngày 29 tháng 9. Nhưng cuối cùng, phải lái chiếc Bentley trị giá 220.000 bảng của CR7 ra về do không thể chờ thêm. Đây là chiếc xe sang mới nhất, bổ sung vào bộ sưu tập siêu xe trị giá 17 triệu bảng của ngôi sao đang sở hữu 5 giải quả bóng vàng, được đậu tại một nhà để xe gần biệt thự Cheshire của Anh. Cùng với một chiếc Range Rover do một thành viên trong đội an ninh của Ronaldo lái, chiếc Bentley đến cây xăng vào lúc 2 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Nhưng mãi đến 9 giờ tối, các tài xế của CR7 vẫn không thể tiếp được nhiên liệu cho chiếc xe. Một nguồn tin nói với báo giới Anh rằng, ngay cả khi Ronaldo có nhiều tiền, anh cũng phải chung cảnh ngộ với mọi người trong cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Thành viên đội an ninh và tài xế của anh đã đợi hàng giờ đồng hồ, nhưng họ buộc phải lái xe đi sau khi chán ngán do chờ đợi dưới mưa. Ronaldo có thể sẽ ở nhà như những người khác nếu cứ tiếp tục như vậy. Lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League đã khép lại. Mới đây trang chủ UEFA đã đưa ra đội hình hay nhất vòng vừa qua. Đáng chú ý nhất đó chính là sự vắng mặt của hai siêu sao thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, dù cho cả hai siêu sao này đều đã ghi bàn. Thủ môn Giorgos Athanasiadis của Sheriff, thủ thành này đã có tới 10 pha cứu thua, góp phần giúp đội bóng vô danh tạo nên cơ địa chấn khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1. Trung vệ Jaroslav Rakitski của Zenit, anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận Zenit thắng Malmö 4-0. Rakitski có 6 lần thu hồi bóng, tạo ra 2 pha kiến tạo và có 3 lần dứt điểm. Cùng với Rakitski, đội hình tiêu biểu tuần này còn có sự góp mặt của người đồng đội Douglas Santos ở Zenit và hậu vệ Milan Skriniar. Tiền vệ trung tâm Idrissa Gueye của Paris Saint-Germain, cựu sao Everton, là cầu thủ nổi bật nhất. Anh phong tỏa khu trung tuyến và ghi bàn mở tỷ số cho Paris Saint-Germain trước Man City. Những Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva có một ngày thi đấu thiếu bùng nổ khi phải đối đầu với Gueye. Bên cạnh anh sẽ là tiền vệ Han Van Aken của câu lạc bộ Club Brugge, tiền vệ công Federico Chiesa của Juventus. Mũi tên bạc Chiesa là mối nguy hiểm thường trực lên hàng thủ của Chelsea nhờ tốc độ và khả năng chớp thời cơ. Chính ngôi sao người Ý ghi bàn thắng duy nhất giúp bàn đậm ra thành Turin hạ gục Chelsea với tỷ số 1-0.
chạy cánh phải Mohamed Salah của Liverpool. Salah là linh hồn trên hàng công của Schalke. Anh ghi hai bàn và tạo ra hàng tá cơ hội giúp Liverpool thắng đậm đối thủ. Chạy cánh trái Leroy Sané của Bayern Munich. Cựu sao Man City đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bayern Munich. Anh góp công vào một bàn thắng và một kiến tạo trước Dynamo Kiev. Sané đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao như trước kia. Đáng chú ý nhất ở hai vị trí cao nhất trên hàng công, ngoài sự thiếu vắng hai cái tên Ronaldo và Messi, thì cũng khá bất ngờ với sự vắng mặt của tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich khi tiền đạo người Ba Lan lập cú đúp mang về chiến thắng giòn giã 5-0 cho đại diện nước Đức. Thay vào đó, UEFA đã bầu chọn cho tiền đạo Karim Adeyemi của Schalke và tiền đạo Darwin Núñez của Benfica với màn trình diễn xuất sắc tuần vừa rồi. Dưới đây là đội hình tiêu biểu UEFA Champions League tuần vừa qua trên trang chủ UEFA. Anh em thấy sao về đội hình này? Theo phóng viên Sky Italia, Ronaldo chính là nguyên nhân khiến Pogba không có được tinh thần lẫn phong độ tốt ở MU thời gian qua. Bộ Pogba khởi đầu mùa giải 2021-2022 với phong độ đáng kinh ngạc khi đóng góp tới 7 pha kiến tạo chỉ sau 4 vòng mở màn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, 2 tại Ngoại hạng Anh, đóng góp của tiền vệ người Pháp là con số 0 tròn trĩnh, kéo theo thành tích đi xuống của Quỷ Đỏ, thua 2-4 trận. Theo Sky Italia, phóng viên Paolo Condo lý giải Cristiano Ronaldo chính là nguyên nhân khiến Pogba sa sút. Cụ thể, việc siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục tỏa sáng, trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi trở lại khoác áo MU khiến Pogba nảy sinh tâm lý chán nản vì chỉ sắm vai kép phụ. Hiện tại hợp đồng giữa Pogba và MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, đồng nghĩa anh sẽ được phép tự do đàm phán với các câu lạc bộ khác kể từ tháng Giêng. Dù vậy, MU cũng tự tin vào khả năng thuyết phục Pogba ở lại. Thậm chí hồi tháng 8, trang báo uy tín The Atlantic tiết lộ Quỷ Đỏ đã đưa ra một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kèm theo mức lương lên tới 400.000 bảng một tuần dành cho anh. Telegraph cho hay Timo Werner xem xét rời Chelsea nếu anh không thể giành được sự ưu ái của huấn luyện viên Thomas Tuchel ở mùa giải này. Bayern Munich là đội bóng quan tâm cầu thủ sinh năm 1996. Atlantic cho hay chủ tịch Daniel Levy vẫn đặt bật chân những kết quả sa sút liên tiếp. Ông Levy cũng tin rằng cựu huấn luyện viên Von Wehr sẽ nhanh chóng đưa đội bóng trở lại. Đội chủ sân Nou Camp đang tích cực tìm kiếm những huấn luyện viên phù hợp thay Ronald Koeman khi thành tích đội nhà sa sút trầm trọng và Jurgen Klopp là một trong những ứng cử viên thay thế ông thầy người Hà Lan. Nhưng không dễ để đội bóng Tây Ban Nha có được điều mình cần. Cựu tiền đạo Chelsea Diego Costa bị cáo buộc dính líu đến bê bối cá độ, rửa tiền, gian lận ngoại hối và đang bị cảnh sát điều tra. Cảnh sát tại bang Sergipe, Brazil, nơi Costa sinh ra, đang tiến hành điều tra trang web cá cược trực tuyến Esport Ines với nhiều tội danh rửa tiền và gian lận ngoại hối. Giới chức bang này chưa xác nhận danh tính của những người mà họ tin rằng có dính líu đến những hành vi phạm pháp trên, bao gồm một cầu thủ bóng đá và đó là Costa, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Atlético Mineiro. Về phía Atlético Mineiro, đội bóng này xác nhận Diego Costa là cầu thủ có liên quan đến vụ việc nhưng khẳng định sẽ làm hết sức để giúp tiền đạo 32 tuổi nếu anh cần chứng minh mình vô tội. Ngay trong buổi tập đầu tiên trên đất UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận tin không vui. Vũ Văn Thanh gặp vấn đề ở đầu gối và không thể hoàn thành các bài tập cùng toàn đội. Anh đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. May mắn là chấn thương này được chẩn đoán là không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên khả năng góp mặt trong cuộc thu hùng với đội tuyển Trung Quốc của cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang bỏ ngỏ. Anh sẽ phải chạy đua cùng thời gian để hy vọng có thể kịp bình phục. Đặc biệt là trong bối cảnh ông Park đang đau đầu ở vị trí wingback. Cặp cánh ưa thích của huấn luyện viên này ở vòng loại 2 World Cup năm 2022 là Văn Hậu và Trọng Hoàng đã không thể sang UAE cùng cả đội vì các chấn thương khác nhau. Do đó, bộ đôi Hồng Duy và Văn Thanh của Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ là những sự thay thế. Trong tay ông hiện vẫn còn cái tên Hồ Tấn Tài là được kỳ vọng có thể thế chỗ khi gặp trường hợp khẩn cấp. Nhưng cầu thủ từng tham dự U20 World Cup mới chỉ có vài phút thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại các sân chơi chính thức. Đó là khi hậu vệ gốc Bình Định được vào sân ở những phút cuối trong trận đấu gần đây với Úc. Tâm điểm của vòng 7 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 là trận đấu giữa Liverpool và Man City. Liverpool đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn đối thủ một điểm. Khán giả sẽ phải đợi đến khung giờ muộn nhất vòng 7 để xem trận đại chiến kể trên. Trong khi đó, Manchester United sẽ có trận đấu sớm nhất với Everton. Cả hai đội bóng đều đang có 13 điểm. Kết quả này cũng sẽ tác động đến vị trí của mỗi câu lạc bộ trên bảng xếp hạng. Chelsea được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón đối thủ dưới cơ Southampton. Đây là cơ hội tốt để họ giành trọn 3 điểm sau trận thua Man City vòng trước.
Arsenal sau 3 trận thua đầu mùa đã có 3 chiến thắng liên tiếp. Đối thủ của họ vòng 7 là Brighton, đội được đánh giá là ngựa ô mùa này. Trong khi đó, Tottenham phải chạm trán đối thủ đáng gờm Aston Villa, những người vừa đánh bại MU ngay tại Old Trafford. Tin bóng đá trưa ngày 2 tháng 10 đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.